Xin chào mọi người nhé. Hôm nay có dịp chạy ngang qua cái bệnh viện 2 Lâm Đồng ở Bảo Lộc ấy mọi người. Nghe nói cái bệnh viện này được xây dựng khá là lớn tại Bảo Lộc ấy. Thì chạy ngang qua quay xem cái bệnh viện này được xây dựng có to nha mọi người. Tại phía trước của mọi người đó là núi Đại Bình đó mọi người. Bệnh viện 2 Lâm Đồng ở Bảo Lộc thì được chuyển qua cái khu vực phường Bờ Lao này này. Thời xưa ở đây thì dân ở rất là ít nhé, nhưng từ khi xây dựng cái bệnh viện 2 Lâm Đồng thì cái đường ở đây được mở khá là rộng, người dân bắt đầu ở rất là nhiều luôn đấy. Ngay này khu phía cuối của cái con đường này có cái quán cà phê Vâu khá là nổi tiếng ở Bảo Lộc này. Đó, cái con dốc này nhìn thẳng qua núi Đại Bình luôn mọi người, một trong những cái núi săn mây cực đẹp tại Bảo Lộc luôn. Đó, mọi người nhìn con đường đi xuống bệnh viện Bảo Lộc ấy, bệnh viện 2 Lâm Đồng khá là to đúng không? Thời xưa ở đây dân ở cực kỳ ít luôn, không có đường đi đâu mọi người. Nhưng khi bệnh viện mới xây dựng thì bắt đầu ở đây được đầu tư khá là khang trang ấy. Đây là cái hình ảnh về bệnh viện 2 Lâm Đồng này, nhìn ở ngoài khá là to đúng không mọi người? Đó. Ở đây thì rất là thoáng rồi, không gian thì rất là rộng luôn. Đó. Còn cái bệnh viện cũ, bệnh viện 2 Lâm Đồng ở trung tâm phường 1 Bảo Lộc thì nó khá là nhỏ thôi. Còn khi xây dựng qua bên khu vực phường Bờ Lao này thì rất là rộng rãi luôn này. Đó thì xung quanh đây thì người dân hiện nay ở rất là nhiều luôn. Đa phê số là các dịch vụ về y tế, các phòng khám ấy mọi người. Đó, video thì hôm nay quay một khúc về bệnh viện 2 Lâm Đồng thôi. Tại hôm nay đi uống cà phê ở khu vực này nên tiện thể quay video về bệnh viện 2 Lâm Đồng. Đấy, ở đây thì bắt đầu hàng quán ở đây khá là nhiều luôn này. Đó, những cái dịch vụ thiết bị y tế, những cái phòng khám và những cái quán cơm phục vụ cho người nhà bệnh nhân ấy. Đây, ở đây có cái trung tâm khám đa khoa khá là lớn luôn mọi người. Video Lộc ơi xin dừng lại ở đây nha. Cảm ơn mọi người.